kéo cái dây điện này, cái dây điện này. Lửa chứ thầy úp. Thì nó mới cao, thì nó mới đỡ như này, nó mới đỡ phải không? Đúng rồi, đấy. Đấy, vào chân. Vào chân khỏe luôn đấy. Ủa, thử đấy, như này nó đỡ đi. Nó bắt nghiêng thẳng như thế, lặng lắm. Thế đang ở bên này thì ngứa làm sao được, nó úp nào. Vừa lấy tôi nhẹ. Anh thay nhẹ. Cứ tặng ngứa đây nó dễ. Cứ 3 tấm đầu thì nhẹ lên đến tầm độ 4 tấm cuối là thấy nó lặng hàng tạ rồi. Thank you.